Rất tiếc là khối không khí lạnh chưa đủ mạnh để về tới Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long để gây mưa cho vùng đất vốn đang là điểm nóng về hạn hán và xâm nhập mặn. Chúng ta đều biết hiện tượng xâm nhập mặn năm nào cũng diễn ra, đều đặn như con nước lên xuống ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng lần này lại rất khác, mặn vào sâu với độ mặn cao khác thường. Hình ảnh và thông tin ngay sau đây của chúng tôi sẽ lý giải rõ hơn về tình hình thời tiết ở khu vực này. Ngay sau mùa lũ kiệt, chưa từng có trong vòng 90 năm qua ở đồng bằng sông Cửu Long lại làm đợt hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng hơn lên mức cả thế kỷ. Nhìn một cách tổng quát các hiện tượng thiên tai này đều cùng có chung một nguyên nhân là thiếu nước từ thượng nguồn. Nước không về hoặc có cũng không đủ nhiều để đẩy mặn ra biển. Hậu quả là xâm nhập mặn cứ thế tiến sâu theo các cửa sông, kênh rạch để vào nội đồng sâu từ 50 đến 90 km. Ngoài ra, năm nay còn có thêm tổ hợp của hai yếu tố nhiệt độ và lượng mưa, cộng hưởng, khiến độ mặn tăng cao ở ngưỡng nguy hiểm. Nắng nóng gay gắt khiến nước vốn đã ít lại bốc hơi nhanh. Thống kê nhiệt độ mùa khô cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 1,5 độ C. Lượng mưa cũng thiếu hụt từ 20 đến 50%, khiến lượng nước ngọt suy giảm. Tất cả những hiện tượng bất thường về mặt khí tượng đều có chung một nguyên nhân do Enino đang hoạt động mạnh nhất trong hàng chục năm qua.